Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiết lộ sự thật bất ngờ chính xác 100% về vận trình tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, được lộc bề trên, vận số đắc tài phú quý, gặp thời đổi đời cực mạnh, giàu hơn tỷ phú. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy, mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Mới đây nhất, theo luận giải của giới tiên tri, tử vi cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh 1965, từ khi sinh thời đã mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp. Ất Tỵ thông minh, sắc sảo và tốt bụng, nhưng lòng tốt của họ lại luôn bị kẻ khác vùi dập, người khinh kẻ ghét, phải chịu nhiều đắng cay, buồn tủi và thậm chí là những khổ nạn từ người khác mang lại. Nhưng bước sang năm 2024 âm lịch chính là thời khắc định mệnh, đổi vận giàu sang, làm nên một kiếp, đắc tài phú quý của mệnh chủ. Đặc biệt trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ là lúc đón nhận thiên mệnh. Chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ, trả sạch nợ nần. Bao nhiêu vất vả, nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, thay vào đó là có nhà rộng, xe sang, con cái thành đạt, cuộc sống sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy để biết được vận trình của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 sẽ diễn ra như thế nào trong 2 tháng tới này, vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý, thì ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Ất Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự dẻo dai là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn. Và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp, nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ,
nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh, tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức. Nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại, không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ Ất Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình. Không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì, họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí, cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng. Hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng. Khi thời cơ chín muồi, Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàng, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế, nội thất, quan hệ công chúng. Nam và nữ Ất Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời,
Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngừng hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Xem tử vi thấy rằng Ất Tỵ nam mệnh có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi, dễ chịu. Nữ mệnh Ất Tỵ thì cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn, cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, giải nghĩa nạp âm. Phúc đăng hỏa tức là ánh lửa phát ra từ ngọn đèn, soi sáng sưởi ấm con người, mang tới sự may mắn, bình an và hạnh phúc cho vạn vật. Xét sự tương quan giữa mệnh thiên can địa chi của tuổi với năm giáp thìn ta thấy tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa tương hợp với mệnh hỏa của năm 2024. Thiên can Ất bình hòa với can giáp địa chi Tỵ, bình hòa với Thìn, điều này dự báo những thuận lợi, may mắn sẽ đến với tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến, tài lộc cũng thuận, sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục, khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, dự báo có tin vui và hỷ tính trong năm. Nhìn chung, Ất Tỵ khi bước sang tuổi 60, cuộc sống của mệnh chủ được hưởng bình an trọn vẹn, chỉ cần sống lương thiện, không màng danh lợi, tránh xa thị phi, vui thú, luôn giữ tâm đức sáng trong thì Ất Tỵ sẽ cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc tuổi già. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là luận giải nội dung chi tiết cụ thể, vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng âm lịch. Bước vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 là lúc đánh dấu bước trở mình của Ất Tỵ ở phương diện công danh, sự nghiệp. Khi được nhiều cát tinh hậu thuẫn, được cả sao chính ấn và chính quan, chủ về công danh chiếu mệnh, Ất Tỵ lấy lại được những gì đã mất trong năm 2023, dù ở môi trường nào thì bạn hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Thêm cả sự xuất hiện của quý nhân rất có lợi cho bạn trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, nhờ vậy tuổi Ất Tỵ có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Công việc trong năm mới có nhiều tín hiệu tích cực, các kế hoạch tiến triển suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Đặc biệt, nhờ thương quan trợ lực, người làm kinh doanh buôn bán cũng có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ. Không ngừng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, công việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng. Có điều, tuổi Ất Tỵ dù có đạt được nhiều thành công lớn, nhưng cũng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Cần lưu tâm để ý nhiều hơn tới phương diện này. Xét về phương diện tài lộc tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Phương diện tài lộc của Ất Tỵ trong 3 và tháng 4 năm 2024 âm lịch được dự đoán sáng sủa. Do công việc có nhiều thuận lợi, thêm vào đó là được quý nhân che chở, chỉ dẫn, nên Ất Tỵ dễ đến với thành công hơn. Tuy nhiên, để có thành tựu lớn thì yêu cầu con giáp này phải có sự kiên trì,
và tỉnh táo trong mọi vấn đề, chớ lơ là chủ quan nhé. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của bạn cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý cách chi tiêu cho hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh, việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này vẫn chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bạn đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Nó sẽ giúp bạn hạn chế những khoản mất mát không đáng có, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. Trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế giai đoạn đầu năm mới này, bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn nhé. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, sức khỏe Ất Tỵ nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày, bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng. Đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà Ất Tỵ cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại, làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Bước sang tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ, nhất là với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành, Thiên Hỷ, Thiếu Dương và Bách Việt. Đây là các cát tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của bạn. Nhìn chung, bạn có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo, làm ăn của mình, gia đình êm ấm. Có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan. Người đang sống độc thân có thể đón thêm cơ hội tình cảm. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, vận trình tình cảm có ấn tinh vượng, khiến mệnh chủ trở nên chững chạc, có nội tâm nhân hậu, nên dễ dàng được mọi người yêu quý. Với cách đối nhân xử thế hài hòa, coi trọng nhân cách và nội tâm, bạn dễ dàng có được sự ủng hộ từ người thân hay bạn bè, người độc thân. Vì vậy mà cũng dễ dàng tìm được mối nhân duyên cao. Ngoài ra, với tinh thần trọng tình cảm, biết dùng nhân tâm, Ất Tỵ cũng có một cuộc sống vẹn toàn, hòa thuận, gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Và ngay bây giờ sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Vận trình tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Vận trình tháng mới tương đối tốt đẹp, mưu sự lớn nhỏ gì đều khá thuận lợi, tuy nhiên chỉ khi thấy kết quả thì mới biết được, nếu đang làm mà bỏ dở giữa chừng coi như công cốc. Sức khỏe là vấn đề mà bạn cần quan tâm nhiều hơn, cẩn thận vấn đề đi lại tránh gặp họa huyết quang hoặc hình thương nhé. Vận trình tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ có vận khí khá yếu ớt, ẩn tàng nhiều hung hiểm, bạn có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại, nên làm bất cứ việc gì. Bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng, để chờ thời cơ tốt, sức khỏe cũng dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim, phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể, tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do bạn cả giận mất khôn. Sau đây sẽ là bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Ất Tỵ năm 2024. Theo sao chiếu mệnh năm 2024, nữ mệnh tuổi Ất Tỵ gặp sao La Hầu và hạn Diêm Vương, vận hạn trong năm nay chủ về thị phi, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Nhắc nhở mệnh chủ nên tạo cho mình thói quen suy nghĩ tích cực, lạc quan,
không quan tâm lời gièm pha thì cuộc sống sẽ được bình an. Ở độ tuổi này, Ất Tỵ nữ mệnh chỉ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thong thả, không nên tham công tiếc việc mà làm lụng quá sức, ảnh hưởng đến tinh thần. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe của bản thân, sống vui khỏe để con cháu không lo lắng, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà sự vội vã khiến ta không cảm nhận được. Đôi khi những bữa cơm quây quần bên gia đình, dành khoảng không gian riêng để thiền định hay tụng kinh niệm Phật sẽ giúp tinh thần của nữ Ất Tỵ được thanh thản, nhẹ nhàng, không âu lo. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Ất Tỵ năm 2024. Năm 2024, nam tuổi Ất Tỵ gặp sao Vân Hớn, hạn Thiên La, vận hạn năm nay chủ về những mâu thuẫn, thị phi trong lời ăn, tiếng nói, nhắc nhở mệnh chủ nên dĩ hòa vi quý, tránh nóng giận, đặc biệt là đối với các thành viên trong gia đình. Ở độ tuổi này, sự nghiệp của mệnh chủ đã có quỹ đạo ổn định, đây là lúc nam Ất Tỵ nên giảm bớt khối lượng công việc, lùi về sau để điều hành, hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm cho con cháu. So với tuổi trẻ lao lực làm việc, mệnh chủ giờ đây hướng về cuộc sống chiêm nghiệm, tĩnh lặng, bình thản nhiều hơn khi tuổi tác đã tăng dần. Cũng là lúc con cái lớn khôn, trưởng thành, đây là điều hạnh phúc của những người làm cha mẹ, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nỗi buồn mang mác khi con cái xây dựng cuộc sống riêng. Bận rộn với công việc thì nam Ất Tỵ nên tự tạo niềm vui cho chính mình, suy nghĩ tích cực, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có thể phát triển sự nghiệp. Cách hóa giải sao Vân Hán. Theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để áp chế hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Nên giữ gìn sức khỏe, mệnh chủ không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, mệnh chủ dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế, cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thu lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định, cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái. Dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi, bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tâm lý, mệnh chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất chứa quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ sẽ ra to. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Ất Tỵ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu da cam vượng sự nghiệp. Người tuổi Ất Tỵ thường xuyên sử dụng các món đồ có màu da cam, sẽ giúp bạn nghiêm túc tập trung hơn trong công việc, được tiếp nhận một số hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới để nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn. Màu xanh lá vượng tài lộc. Nếu dùng nhiều màu xanh lá, con giáp này sẽ dễ đưa ra được những quyết định chính xác, đem về nguồn thu rủng rỉnh. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi, cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng sẽ quen được với những bạn bè, đối tác tốt, được đối phương giúp đỡ hay mách nước cho những thông tin quý giá. Màu tím vượng tình duyên. Màu tím giúp đường tình duyên của mệnh chủ nở rộ. Bạn có thể bất ngờ nhận được lời bày tỏ của người mình thầm mến đã lâu. Nhờ thế, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, thậm chí có thể dẫn tới hôn nhân chớp nhoáng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, màu xanh dương, màu xám. Hai màu sắc này có thể kích thích sự tự mãn và khoe khoang của người tuổi Ất Tỵ, khiến bạn có cách hành xử không đúng đắn, từ đó khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dễ bị đối phương bày mưu hãm hại. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Tỵ sau 61 tuổi, người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung,
hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào, sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nắm được vận mệnh của mình. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.